Suốt một tháng qua, truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin những nghi vấn về việc các sao nữ dùng thuốc làm đẹp thay chất gây nghiện. Vụ việc trở nên sôi sục kể từ hôm 13 tháng 3 khi cảnh sát Hàn Quốc truy tố bà nữ diễn viên trên cùng với diễn viên Hyun Young về tội sử dụng chất propofol bất hợp pháp. Propofol là một dạng thuốc gây mê được dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ, tương tự như một loại ma túy dạng nhẹ. Các nữ diễn viên đã sử dụng thuốc này thường xuyên dưới hình thức điều trị trong quá trình thẩm mỹ. Trong đó, Park Ji-yeon, Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000, đồng thời là diễn viên nổi tiếng với biệt danh Hoa hậu Dao Kéo, bị cáo buộc lạm dụng thuốc Propofol 185 lần. Còn lại Lee Seung-yeon 111 lần, Jang Min-in-ae 95 lần và Hoon Young 42 lần. Các ngôi sao này đều lý giải rằng họ sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ để điều trị da và hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, sự việc sẽ được điều tra và giải quyết thỏa đáng tại tòa. Cảnh sát cũng tiến hành truy tố hai bác sĩ đã kê đơn cho các diễn viên vì tội cung cấp thuốc trái phép. Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển bậc nhất về phẫu thuật thẩm mỹ và mỹ phẩm làm đẹp. Có không ít những người nổi tiếng được xác nhận là phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng nhiều chế phẩm bị cấm. Vụ việc của bốn nữ diễn viên nổi tiếng là một trong những lời cảnh báo đến những người đang lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.